Cô Bình ơi, cô Bình làm cái lều đi con. Làm một cái lều nào. Đấy, làm cái lều giống cô kìa. Rồi, chuẩn bị nè. Nhìn nha. Một, rút, đập. Đó. Rút, đập. Đúng rồi. Hai, rút, đập. Đúng rồi. Rồi. Con làm vẽ gì vậy Bình? Cây. Cái cây hả? Đúng rồi. Cái cây là màu xanh. Cây là màu xanh. Đúng rồi, đúng rồi. Các con đã từng học yoga bao giờ chưa? Dạ rồi. Dạ rồi. Thì hôm nay cả lớp chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá khu rừng bí mật yoga. Các con sẵn sàng chưa nào? Dạ sẵn sàng rồi. Xong bạn Mona có động tác đầu tiên rồi. Rồi sau đó các con hãy ngã vào lưng bố mẹ, còn các bố và mẹ sẽ gập người về phía trước. Ủa rồi pha vô sao gập được? Hai tay mở ra. U là đúng rồi. Rồi nâng lên, các con nâng lên. Cả lớp một tràng vỗ tay nào. Hùng Tâm nó làm lướt sóng như là đúng rồi đó. Đúng rồi. Lướt sóng thả lỏng tay ra, Corbin đứng giống anh hai nè, giống Hùng Tâm nè. Corbin rồi, bây giờ con phải đứng vậy. Corbin mình chơi cái này vui hơn nè. Đúng rồi đó, đó chú. Corbin ơi nè, chơi vậy vui hơn nè. Con uống éo đâu có vui. Các con hãy leo lên lưng các bố và mẹ của các con nè. Ở trên các con bơi đi nè. Bơi. Rồi ở dưới. Con xuống rồi, xuống luôn. Đúng rồi, đúng rồi. Nâng chân lên cao luôn. Qua đây để coi cho cô Bình bơi nè. Nâng chân lên cao luôn. Rồi Bình. Bình con ở trên này nè. Con chỉ việc bơi thôi. Đó. Thấy chưa? Nữ chưa? Ok không con? Rồi. Rồi bơi đi Bình. Bơi đi Bình. Lên. Lên. Ba lần ba không gặp được rồi. Rồi bây giờ chúng ta làm người lớn đi, chúng ta nằm xuống vậy luôn nè. Đó. Cô Bình ơi, cô Bình làm cái lều đi con. Làm một cái lều nào. Đấy, làm cái lều giống cô kìa. Rồi bây giờ tiếp theo là đấm. Mình sẽ để tay vô hông. Biết nữa. Không biết nữa gì. Rồi hai chân rộng ra. Thánh nãy giờ làm gì cũng đúng hết trơn vậy con. Con có tập võ à hả? Dạ con. Ôi, chi. Có kinh nghiệm à, có kinh nghiệm 3 năm rồi. Bình ơi, qua lên đây. Đúng rồi, rồi đây nè. Hai tay mình để vô hông. Rồi, đấm tay phải trước nha, đấm tay này trước nha. Đây, tay này. Đúng rồi, đấm tay đó trước. Nghiêm, hai tay vô hông. Chuẩn bị. Đấm, một. Đấm, một. Đấm đổi tay luôn nha. Hai, đổi tay. Đúng rồi. Đổi tay thì đổi. Có làm nhanh được đó thầy. Làm chung với mấy anh nè. Nè, đưa tay lên, đưa tay lên. Đúng rồi. Đúng rồi. Rồi làm nhanh luôn rồi. Làm nhanh luôn rồi. Tiếp tục, 3 nè. 4. 5. 6. Đúng rồi. 6. Đúng rồi. 7. Đúng rồi. 8. 9 luôn hả? Bây giờ mình kết hợp chung với đấm nha. Nhìn thầy nè. Chuẩn bị. Rồi, mỗi cái đấm, mỗi cái hét lên nha. Chuẩn bị. 1. Đúng rồi, giữ nguyên luôn. 2. Đúng rồi. 3. 4. 5. 6. Hét lên Bin. 7. Rồi cái cuối hét to lên nè. 10. Đúng rồi, giỏi quá. Đây là một người mẹ đầy nỗ lực. Biết rồi. Đấm vào tay mẹ. Đấm vào tay mẹ, đúng rồi. Đấm vào người. Đúng rồi, một tay, 1, 2. 1. Đây, tay này đấm vào đây. Tay này đấm vào đây. Ok. 1, 2. Đúng rồi, tiếp. Con muốn chơi. Con sao với các em? Con làm được thế nào? Bây giờ mình sẽ tập đá nha. Nhìn thầy làm trước nha. 1 là gục gỏi lên, đạp xuống. Wow, kế bên. Lại nha. Đúng rồi. Lại nha, nhìn nha. Nè, đúng rồi. Đá chân phía sau nha. Đá chân phía sau. Rồi, chuẩn bị nè. Nhìn nha. 1, gục, đạp. Đó. Đúng rồi. 2, gục, đạp. Đúng rồi. Rồi. Con đừng vẽ gì vậy Bình? Cây. Cái cây hả? Đúng rồi, cái cây là màu xanh. Cây là màu xanh. Đúng rồi. Nãy giờ chúng ta cầm cái cây á rất là khó đúng không? Làm sao mà vẽ? Bây giờ có cách đơn giản nhất nè. Đó. Bây giờ dùng tay này nha. Nè, mình ịn lên nè. Thấy chưa? Bây giờ con sẽ đóng dấu của tụi con nha. Con có thử ịn tay không? Dễ thương, vui lắm á. Con muốn thử không Bình? Con muốn thử ịn tay. Dễ thương, vui lắm á. Đúng rồi. Rồi tới đây. Hình. Ôi, đúng rồi. Còn có Bình chơi luôn rồi sao? Tại vì mẹ đứng ngoài cũng đoán là con Bình là một em bé rất là sợ dơ. Sợ dơ. Sau đó là không biết sao suy nghĩ như thế nào quyết định nhúng cái tay vô. Trời ơi, đúng là đúng full. Đấy đã. Chào mừng quý khán giả cũng như các bậc phụ huynh đã đến với chương trình Thử Thách Lớn Khôn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tổng kết sao trước nha. Đây là bảng thành tích của các bé ngày hôm nay. Đầu tiên là của bé Lina. Người 4 sao. Đây, người anh gương mẫu của lớp chúng ta, Hùng Tâm. Mười lăm sao bạn Hùng Tâm. Tiếp theo là của Queenie. Là 14 sao luôn. 14 sao luôn. Đây, một thành phần bất ngờ nhất. Cô Bình chúng ta được 14 sao luôn. Còn ngày hôm nay đạt danh hiệu học viên đột phá không ai khác đó chính là cô Bình. Một bạn nhỏ mà có thể nói là enjoy và tận hưởng hết tất cả những khoảnh khắc luôn, tất cả các lớp luôn. Cô Bình quá giỏi. Rồi, bây giờ xin mời tất cả các bạn nhỏ lên đây nhận giải thưởng nào. Rồi, bây giờ một tràng pháo tay cho lần nữa cho Andy Khánh của chúng ta nào. Tiếp theo đó chính là Winnie. Lina ơi, đây hàng của con đây. Cô Bình ơi, con nè, thứ con. À, đây là quà của con. Đây. Rồi Bona, cầm nè, thấy con nè. Rồi, Hùng Tâm. Của con. Ngoài ra tụi con còn được tặng gấu nữa đó. Đây, đây. Tặng cho con. Bị đó. Ừ rồi, cảm ơn chú.